Chào mừng tất cả các bạn đã tới với video của Chu Hoài Bảo. Thì thấy video là thấy vấn đề. Và cái vấn đề hôm nay cũng hết sức là vấn đề luôn mọi người. Một cái vấn đề hết sức là nan giải mà các nhà khoa học tâm linh, khoa học tâm lý, khoa học xã hội và nhân văn vẫn chưa có thể nào mà có lời giải thích được. Đó là vấn đề nỗi khổ khi đi uống trà sữa. Các bạn tưởng đi uống trà sữa không là nó không có gì hết hả? Không, nó có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh đó. Điều đầu tiên là cái việc hẹn đi uống cho đã rồi. Bảo đảm trong đám bạn của các bạn sẽ có một đứa lúc nào cũng nhắc người ta ghê lắm. Ngày hôm đó nhớ đi nha ba. Trời ơi, bạn bè lâu ngày không gặp nhau, ngày hôm đó phải nhớ đi nha, hứa là phải đi nha. Nhớ tới sớm nha mấy bạn. Lúc nào mấy bạn cũng đợi mình chờ hết trơn. Trời ơi, tới ngày đi sát giờ nhắn tin: xin lỗi tụi bay nha, hôm nay tao bận rồi, tao bận đi chơi với người yêu rồi. Trà sữa thì ngày nào mà tụi mình không đi được, nhưng mà lâu lâu đi chơi với người yêu cho nó vui. Vui ghê vậy đó, nói hay ghê vậy đó. Nó nói cứ như là cả đám có lỗi với nó lắm vậy đó. Rồi rốt cuộc bùm kèo. Cọc ghê. Mà ngoài đứa bạn bùm kèo á, thì trong đám bạn sẽ có một đứa như vậy nữa. Hẹn 7 giờ 30, 8 giờ 48 phút nó có mặt. Nó có mặt trong sự hối lỗi thì cả đám đâu nói gì. Nó tới trễ mà nó làm giọng mẹ. Không phải mẹ bình thường mà là con gái mẹ đó mọi người. Đang đi xe từ từ tới, làm gì tụi bay gọi tao dữ vậy? Tao tới chứ không phải là tao không tới đâu. Chỉ là lỗi nhịp chậm phách cho nên tao tới trễ thôi mà. Ủa bộ tụi bay không tính kẹt xe hả? Ủa bộ tụi bay không đợi thời gian tao tìm đường hả? Trong khi cái quán trà sữa gần nhà nó đó. Cái quán trà sữa đó gần nhà nó nhất đó. Cọc ghê vậy. Xin lỗi anh chị, em tức quá vú em rớt ra ngoài luôn, em mới vừa lụm lại. Chưa hết, don't stop baby won't stop. Cũng chính cái đứa đó luôn. Đã tới trễ mà còn than. Nó than gì chứ? Trời ơi, đi gấp quá chưa kịp làm gì hết, trên mặt chưa có một cái gì hết mà đi uống này kia. Biết bao nhiêu người nhìn vô cái bản mặt của tao. Lỡ thí dụ như mà tao gặp gọi giống như là chân mệnh thiên tử của tao. Ngay cái quán trà sữa này thì sao mà bây giờ trên mặt tao chưa có gì hết. Tụi bay hói cho tao cố vô, bây giờ tao để mặt bọc tao đi luôn. Cô ba à, mặt của cô ba mọc quá. Cái mặt của cô ba mà cầm cái thước eke đo đó là tính tới 8 cái lớp nền. Trời đất ơi, đi uống trà sữa mà quất cái môi thầm thì. Uống trà sữa mà quất cái môi 48 lớp kem son lì. Ủa bộ tính quật ngã Angelina Jolie hả? Viền cái môi cho cố vô rồi đi uống trà sữa chứ cũng đâu có đi uống rượu van đâu. Tao thấy mà tao cọc ghê vậy đó. Đi uống trà sữa mà mặc nguyên cái váy hở lưng luôn. Trời, áo lụa, lụa trên thấm tân em như làn thơ. Trời ơi, kiểu như là nó cũng rất là ok, nhưng mà nó không có hợp với cái không gian và thời điểm á. Kiểu tao đi giống như là tao đi uống trà sữa với bạn mà tao tưởng bạn tao là nó đi event, hay là nó đi một buổi họp mắt ra phim, hay là nó đi một cái gì đó, đi đám cưới vậy đó mọi người. Tiếp theo trong đám sẽ có một đứa bạn công nghệ mọi người. Đứa bạn công nghệ nguyên buổi bạn bè nói chuyện cái cầm điện thoại bấm vậy đó. Má thằng bố hả? Cái gì mà bấm hoài vậy? Bấm nhà chưa đủ hả? Người ta đi uống trà sữa, người ta đi uống nước là người ta đàm đạo, người ta nói chuyện với nhau. Dạo này bà khỏe không? Dạo này công ty cái con quỷ đó còn đì bà không? Dạo này đi học đó có ai sân si với bà không? Rồi chúng ta kể cho nhau nghe những cái story, chúng ta lắng nghe nhau, chúng ta chia sẻ với nhau. Mà ngồi có dí mặt cho cái điện thoại hoài. Tao ở kế bên mà nó cũng nhắn tin cho tao nữa. Nó nhắn: ê thằng nào kế bên mày, ngồi kế bên mày đẹp trai quá. Cái tao cũng quay qua tao nhìn. Chỉ là thắc mắc thôi mọi người. Nhưng đa phần mấy đứa đó là nhắn tin với bạn trai. Ủa bộ đêm về nói chuyện chưa đủ hả? FaceTime chưa đủ hả? Mày phải cho nó thấy mày có không gian riêng chứ. Sao mày cứ nói chuyện với nó hoài vậy? Mốt nó chán mày, nó bỏ mày rồi mày lại tìm tụi tao. Mà tức cái gì nè, bạn bè nói chuyện nhau, nói quá trời nói luôn. Cái lá hồi nó cầm điện thoại nó dơ mặt lên: ủa nãy giờ tụi bay nói gì vậy? Nó lại cho tao nghe coi, tao chưa kịp nghe. Hoặc là tụi mình nói cho đã rồi mình quay qua mình hỏi nó: hiểu không? Mày hiểu nãy giờ tụi tao nói gì không? Chến tới cầm điện thoại cô ấy ngước mặt lên: hả? Tụi bay nói cái gì vậy? Muốn đập bể điện thoại đó luôn à? Tao thấy mà tao tức đó. Trời, tao cọc dễ sợ. Cọc ghê luôn á. Nén cơn giận vào bên trong mọi người. Nén cơn giận vào bên trong. Nói chung là chúng ta là bạn bè của nhau thì chúng ta hãy góp ý cho nhau để cùng nhau cải thiện và bước lên. Đừng có như vậy nữa nha bạn tôi ơi. Đi chơi là vui vẻ, chúng ta cùng cười. À, vui ghê vậy đó. Mà cứ dí mặt vô cái điện thoại rồi bùng kèo không gặp nhau rồi. Cứ đi trễ hoài thì ở bên nhau được bao lâu? Rồi, tình bạn có chắc bền lâu. Đúng không cả nhà? Video tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ bye bye. Peace. Bring back my energy.